với Tao Màu TV. Mấy hôm nay bắt đầu thời tiết nó nắng nóng kinh điển mọi người ạ. Sáng nay mình vừa ra chợ kiếm được con cá, à câu được con cá, nhưng mà câu... Câu ăn nhông ấy mà. Rất tiếc là không có cá to đâu. Trừ khi anh em mình đi câu thì may ra thì được cá to thôi. Ở ngoài chợ nó không có cá to, mấy con này có 3 cân 8, à 1 cân. Ngoài chợ người ta chỉ bán những cái loại vừa vừa, người ta dễ mua. Chứ nó không có cá to. Cá to là phải đi câu. Hôm nay là sẽ được trả biển 20 cân. Mọi người biết là anh em mình sẽ làm món gì với cá này không? Làm gì? Với cái thời tiết này á, tí nữa sẽ mọi người sẽ biết nhiệt độ ở trên mái tôn nhà mình nhá. Ngày trước là mình hay phơi đồ, hay làm bò một nắng với lại lòng một nắng ở trên nhà trên đấy. Nhưng mà nhiệt độ trên đấy chưa ăn thua, tí nữa mình sẽ dẫn mọi người lên đỉnh kinh điển luôn. Nay anh em mình làm món khô cá. Cá trắng một nắng. Trên mái tôn gọi là đúng là phanh nó ra đó. Ui, anh ơi, làm khô trong lúc nào anh em mình xem đá bóng chưa? Còn đá bóng, bây giờ đá Euro rồi. Euro mình không khoái lắm, chỉ khoái tầm trận không nào sâu tầm trận nào sâu thôi. Xem tận tới với anh chuyện còn bóng đá Việt Nam thì chị xem Việt Nam thôi. Vào kia rồi, vào chị có này nó ngạt nhỉ anh nhỉ? Cá thì chẳng ngạt. Không phải nặng nặng thế nơi. Xong rồi phơi ăn nó cũng ngon. Đấy. Đấy à, mọi người thấy mình lọc cá ok không? Đẳng cấp khô cá chấm trắng. Rồi đấy. Anh em mình chuẩn bị sẽ ra mắt một cái sản phẩm đó là nhái khô nhá. Bao bì nó đang thiết kế bao bì cực kỳ đẹp. Mọi người vào mùa Euro mà mua nhái khô và anh em mình về nhâm nhi bia xem đá bóng thì dở luôn. Rất dở luôn. Nào, ướp đây, ướp đây. Đấy, để em nào. Đấy, cái đấy bởi anh mày chơi cái kia đi. Gia vị đã. Không, đưa gia vị đây, đưa gia vị ra để anh ướp vào sẵn. Mình nha, sẽ trổ tài món tổng hợp gia vị theo phong cách Hàn Quốc và xì cay sợi. Ý tay có bị sứt không? thôi cay đấy. Cay mình ngon ăn rồi. Ôi dồi ướt rồi. Thôi xoa khắp nơi đi, xoa khắp nơi đi để anh kia. Này nó ngấm vào thì con này siêu cay thì thế mới ngon đấy nhỉ. Anh không ăn được à? Ăn một miếng vậy tay tao đang bị sứt đây đây thứ con này nữa. Để em có thôi nó có phải khử không? Không cần khử. Ui sướng tươi. Ui nó cũng hút hút nước vô vô con cá này đấy mọi người ạ. Cái ơi là cái lấy dầu ăn vào đây, rất dầu ăn. Tay mình đang bị sứt thế nên là không dám động vào đây mọi người, động vào đây khô tay luôn. Mày pha hết ớt ra. Ui thế này thì ăn nhỉ, cay đấy nhưng mà thơm. Tay nó mới cho nhít lên đầu, cho nhít xả lên đầu. Đấy, bây giờ nhá, để mà đem được lên ra trên tầng ấy mọi người ạ, ta phải có dụng cụ hỗ trợ. Đấy. U sắt. Từ từ, vội làm gì đấy? Cứ nó vào đây đã. Tôi đã thử qua đó. Thôi. Sức một tí là nó xót, nó cay mọi người. Và nhìn chung nó cay kinh điển luôn. Thôi. Nào, thấy chưa? Cho vào đây à? Thấy chưa? Này nó khô lại màu đẹp lắm anh nhỉ. Cho vào đây để mình mới đem được lên tầng. Wow.
tất. Đổ tất ớt vào đây. Đổ hết vào đây. Gia vị làm mãi mới được. Đấy, mình sẽ buộc lại ủ trong vòng khoảng tầm 30 phút nha mọi người nhé. Bây giờ cho những vụ cao cả, mời cao ca lên đi. Đúng chưa? Thằng này nhát chết, không dám trèo được. Cao thế em ngại chết rồi à? Bây giờ mình sẽ đem con cá này lên lên đỉnh nhé mọi người nhé. Ướp khoảng được khoảng tầm 30 phút rồi, ngấm gia vị rồi, bây giờ cho nó lên tắm nắng. Mọi người biết tại sao con đỉnh nó không đi không? Nhắc chết. Trên đây mình đã lau khô một phủi bỏng dãy luôn nhá. Mình còn không dám đi chân đất luôn. Ở trên này thì hơi ồn, ở bên kia xưởng gạch đang làm mọi người ạ. Ra hàng đi. Ê, chủ. Tuyệt vời không? Tuyệt vời luôn. Sót. Khó khăn nhất ở đây ấy là chưa nắng, không lên lên chở nó bỏng dãy rồi. Thôi bây giờ cứ để đây thôi. Phơi từ giờ đến chiều khoảng tầm 9 tiếng nhá mọi người nhá. Bây giờ là 8 giờ sáng. Thì đến tầm 4 giờ chiều là mấy giờ? Đấy 8 9 tiếng gì đấy. Mọi người biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đây. 12 rưỡi trưa nhá. Bây giờ mình sẽ phải lên chở cá, lật nó. Nếu mà có nhiệt độ mình sẽ đo cho mọi người xem nhiệt độ ở trên này. Phải nói là ở đây đã chết rồi mà leo lên đây nữa thì chắc rồi. Kinh điển luôn. Ui, leo lên đây cảm giác hòa mình vào thiên nhiên nó phê lắm mọi người ạ. Ui, chắc lúc nó cháy luôn. Giờ sẽ kiểm tra con cá của mình nhá. Wow, này. Nó khô rồi. Ui, thử bóc một lần nữa nhá. Ôi. Wow, vẫn còn rất là nhiều nước. Mình nghĩ một nắng là ngon đấy. Nó tại vì nó chưa khô lắm. Giờ mình sẽ lật nó đi. Ui, chín bốn. Chín luôn rồi. Ui, bỏng kinh điển này. Ui, lật cái á. Cầm cái. Chín bốn rồi. Ui. Chín luôn rồi. Đây, không biết làm nào lật được nó đây. Tại vì lật nó chín mất rồi. Không lật được cả. Ôi. Làm sao để lật được tất đấy? Khả năng mình không chịu được khoảng tầm 5 phút đâu. Bỏ quá. Khả năng phải đi lấy cái xúc để lật nó, chứ bây giờ mà cầm nó lên lật nát bét luôn. Tại vì nó bắt đầu chín, nó rũn ra rồi. Cái gì xúc đã? Phải có dụng cụ mới đấy được. Đấy, mình bóc ra cái này, nước nó chảy ra. Mình sẽ đấy, cho nó khô nước một tí nhá. Mình sẽ bóc nó kiểu mé bên này đi. Đấy, chín luôn. Được. Dẹp xẻng xúc dính nhỉ.
cái miếng này sẽ để riêng ra đây cho nó khô hẳn. Xem xúc đó, để riêng miếng này ra đây. Ui, chín luôn. Còn con này sẽ cho sang mép bên này cho nó khô. Đó, lật rồi. Thôi, chỉ thế thôi, không làm gì được hơn. Kệ nó thôi mọi người ạ. Trên này nó nhiệt độ nó phải lên đến tầm 80-90 độ, không chống được. Xuống. Đến giờ thu hoạch rồi mọi người. Đấy, thế là tổng cộng anh em mình mất mấy tiếng nhỉ? Bây giờ là 16:41. Tình hình ở trên này vẫn khá là nắng khá là căng. Đấy. Mọi người thấy cái nắng 4 giờ chiều không? 5 giờ chiều đấy. Tình hình nắng rất là căng đấy. Những cái xả xiếc này khô hết rồi này. Những cái nước này khô điêng này. Đấy, bóc là mỡ của cá. Ui, cái này vẫn còn mềm lắm này. Đấy, bọc lắm nhá. Đây, xương này, khô này. Nhưng mà nó vẫn còn rất là nhiều nước này. Đấy, thấy chưa? Đấy, cá một nắng. Ui, cái da nó ấy, giòn này. Da này chắc là ngon lắm này. Bây giờ mình sẽ cho xuống. Dính luôn. À, mái này mình đã cọ rồi cho mọi người nhá. Chứ không phải là để bẩn đâu nhá. Cọ rồi, với lại ở trên này không có ruồi muỗi. Không sợ. Cá một nắng này thì vẫn phải nướng nhá mọi người nhá, vẫn phải nướng lên. À, bây giờ cầm được rồi, nó khô rồi. Đấy, nó khô rồi. Mình sẽ bỏ bớt cái nước đi này. Đấy, ôi thôi. Wow. Đấy, quên. Phần nào phải đem cho cái túi bắn mới đi được đằng kia. Cố gắng cho xuống, còn giữ nguyên vẹn cho con cá xem. Mọi cứng tay. Đấy nhá, mọi người thấy khả năng leo trèo của mình kinh điển chứ. Vẫn giữ nguyên được nhá. Bây giờ sẽ đem nó đi nướng qua. Nhưng mà không biết là có mình thử ăn được miếng chất nhá. Vẫn phải nướng mọi người. Tại vì nó đây là chín kiểu chín nắng. Ăn nó không bao giờ ngon. Tất cả những cái đồ phơi hay đồ sấy ấy, hay trong các bếp kia đều phải hấp lại, nướng lại nhá. Đấy. À, sau khi sắp xếp lại thì em cá của nó chuẩn như này nhá. Mày có thử miếng cá chưa nướng không? Không. Em thử là nó chưa chín rồi. Nó kiểu ngái ngái ấy, nếu mà cá phơi á. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành nướng nhá. Nhưng mà nó săn thịt ngon lắm anh nhỉ. Rồi hết mỡ đi rồi. Bây giờ bắt đầu nướng nướng qua một tí thôi là nó sẽ chín. À, vì tất cả những cái đồ phơi này, như mình nói lúc nãy, phơi này của các bếp kia đều phải nướng lại hết nhá. Không là nó không ăn được đâu. Nó vẫn là sống. Chín nắng không ăn được. Các bếp thì ăn được. Đấy gọi là một nắng. Các bếp ăn được nhưng mà không ngon. Vẫn phải nướng lại hết hoặc là hấp. Rồi, đây. Trời. Chín rồi mọi người ạ. Giờ này thơm lắm không ạ? Được. Wow, đấy, thấy chưa? Xe hết lại rồi anh nhỉ? Cạo bỏ cái xả nó đấy đi. Đấy, thấy chưa? Nó giòn này. Đấy, giòn đấy. Búng vào này. Cạo bỏ cái xả nó bị cháy mọi người ạ. Hôm nay không trông kịp. Ui, anh lật lên luôn đi, nó vẫn đang trèo trèo này. À, mình bỏ cái đấy đi. Dạ. À, mình bỏ cái... À. Ui giời, tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa? Cái khô này ngon. Khô nhá.
Hay không? Nhìn thịt nó ngon nhỉ anh nhỉ? Đây gọi là khô cá, khô cá chấm trắng nha mọi người nhá. À, bây giờ anh em mình sẽ đi ra một nơi gọi là nhiều nước để ăn, để thức. Wow, đây. Mọi người thấy cái món của anh em mình thế nào? Wow, trời đấy, trời. Đây nhá, nó khô đến mức tức là bây giờ nhá, nó mới khô lại này. Đấy, này. Ấy, thấy chưa? Nó không bị còn nước nữa ấy. Wow, nào. Anh đây là xì dầu. Này nó xuân này. Đây, xì dầu mù tạt. Xì dầu mù tạt thử xem hai loại gia vị xem loại nào nó ok hơn nhá. Ấy, chà 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 chà. Nào. Quăng lên. Đấy. Dạ, em phải dạ, đã thử một miếng riêng mới được. Chà. Đấy, quấn quấn. Không, em chấm muối ớt thôi. Đây đấy, chấm xì dầu mù tạt. Thôi. Mời tất cả mọi người nhá. Đấy. Đấy, mọi người thấy khu Ôi lắm không ạ? Chạm vào nước cái cảm giác nó phê. Tại vì mấy ngày hôm nay nắng. Anh ơi, cái miếng này khô nhá. À đây. Ăn thịt nó như kiểu là gà khô ấy. À, kiểu không... là ruốc ấy. Okay, ghế. Ok ghế. Mình sẽ thử một miếng. Wow, đây. Đây nhá. Lấy hẳn và mình sẽ bỏ cái này ra. Lấy hẳn cái miếng khô nhất. Đây này. À, đây 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 đây. Đây đây. Đây đây. Mọi người thấy cái miếng này thế nào? Ngon lắm. Đấy, khô cá này đấy, thấy chưa? Nó vẫn còn nước, nó là cá một nắng nên là rất là ngon nha. Thôi được, cứ làm miếng này thì đã. Đã tạm miếng này. Wow. Ngon anh ạ. Rất là tuyệt vời. Chà 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 chà, quấn vào. Xì dầu mù tạt. Đã không nhớ trong này. Sốc, bỏ. Tuyệt vời quá. Wow. Ngâm nước này. Uống rau này. Đấy, ngồi, ấy. Mày không có chỗ ngồi à? Có đây, em cũng ghế hoàng thượng này. Ghế hoàng thượng này. Hơi cay một tí nhưng mà ngon nhá mọi người nhá. Tuyệt vời, món này thành công. Sắp tới thì anh em mình có cái món khô nhái này, món khô cá lóc này và khô rắn. Tức là cái món nhái khô này, cá lóc khô này, rắn khô này. Anh em mình đang thiết kế bao bì rồi đợi nhà sản xuất làm nhái khô với lại cá lóc khô với rắn khô. Để cho anh em mình sẽ đóng bao bì và đợi cái duy nhất đó là đợi cái chứng chỉ an toàn thực phẩm ấy. Đấy. Tại vì cái món ăn của anh em mình mà đã ra cho mọi người xem Euro gọi nhậu thì tới bến luôn. Nhưng mà phải có cái giấy chứng chỉ an toàn thực phẩm nhé mọi người nhá. Món nhái khô nói chung là chỉ vài hôm nữa thôi. Vài hôm nữa thôi. Lại sau bột trà xanh matcha Tamao TV thì anh em mình lại sinh ra một đứa con tinh thần thứ hai, đó là Tamao Food. Đấy, Tamao Food thì sẽ gồm 3 món chính: nhái khô, cá lóc khô và rắn khô. Ui giời. Mấy món đấy à. Cứ phải đấy, quên mất. Mấy món đấy. Được rồi. Mấy món đấy là người khác sản xuất trên công nghệ châu Âu ấy mọi người nhá, không phải công nghệ tay như anh em mình đâu. Tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Mình sẽ làm một cái mảng da vào xem nào nhá. Anh ơi, em thích ăn cái này không lắm, ngon nhỉ. Khô. Em đá bóng mà ăn cái này ngon lắm. Cái này nó là cá một nắng, thế nên là nó khô không phải là khô hết mà nó không bị gì nhỉ, không bị kiểu như cá
cá cá nướng bình thường thì nó sẽ khô, cảm giác thế nào không tả được, kiểu như cá chỉ vàng ấy đấy, nhưng mà phơi một nắng thì ngon hơn là khô hẳn và ngon hơn là tươi nhá mọi người. Được rồi á, à, mình thử cái bộ nhá này. Ui, cháu không chơi bộ nhá nó đâu. Cái răng này. Ui, mình thích nhất là cái bộ nhá tại vì nó có cái ốc phần đen đen. Em thử ăn quả nầm này, siêu ngon luôn nha. Chỗ này nầm này béo ngậy luôn mà. Đây nầm nó đây mà, ăn nầm nó chảy mỡ hết rồi. Cho lên một miếng rau thơm vào, cuốn gói đằng hoàng, cầm muỗng trốn một miếng. Trời. Không biết mọi người đã ăn cá một nắng bao giờ chưa? Nhưng mà ngày xưa nhà mình kiểu đánh bắt được nhiều cá cũng hay phơi lắm, nhưng mà phơi khô luôn, không không hay ăn cá một nắng. Khách không mời. Tuyệt vời. Kiểu trời nắng nóng như thế này. Nhậu. Các món nhậu thì xoay quanh là những cái đồ khô. Đó. Mà Euro ấy cũng toàn đồ nếu mà có sẵn là thì quá tuyệt vời. Anh em mình sẽ phục vụ khán giả Euro. Không, anh em mình làm cái nhạc cái. Nhưng mà không phải là nhạc cái để cá độ bóng đá, mà là nhạc cái phân phối thực phẩm để xem bóng đá. Siêu phẩm nhái khô. Sẽ ra lời. 8 phút. Cay. Cay đấy. Khô khô thế này bạn. Chuẩn, chuẩn bài. Tuyệt vời. Nói về những cái món khô thì có món khô mực này, khô cá này. Anh em mình sẽ có món khô nhái, sẽ rẻ hơn khô mực, ăn lạ miệng hơn khô mực. Ngon thì nó sẽ tùy vào những khẩu vị của từng người nên mình sẽ không dám nói là ngon hơn khô mực. À. Nhưng mà lạ miệng ăn khá là phê mọi người. Giống như món cá một nắng này, ăn lạ miệng ngon lắm. Như em lại em thích ăn khô khô của mình hơn đấy. Ngon. Nó thế nên mới bảo là tùy từng người, mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau. Thế nên là không phải là món này có thể ngon với người này chứ chưa chắc người khác đã thích. Giả dụ tim mình có Tiến Vượng đấy, không thích ăn cua hoàng đế. Cua hoàng đế chả ngon. Tiến Vượng nó bảo thế, nó ăn đúng mình, đúng miệng. Nó bảo chả ngon, thế là nó chả ăn nữa. Chả thích ăn. Còn cua hoàng đế thì đấy, cả đất nước khen ngon, mỗi nó bảo không ngon, chả. Đấy là những người gọi là không cầu khẩu vị. Khổ mãi sướng không dứt được. Anh ơi, anh có công nhận là cái chỗ gọi là view chỗ này hơi bị kinh khủng không? Này, còn hơn cả khách sạn 5 sao ấy, thì dưới má dưới ấy. Mình chưa đi ăn núi rồi. Sướng. Ngon. Em đây, ăn đây là một miếng cá nguyên bản nhé. Rồi. Ở dưới nó vẫn còn ướt theo kiểu cá bình thường, còn ở trên nó khô, hai mặt nó khô hết, tức là da khô với lại là bên lòng này nó khô, còn ở giữa này nó chỉ khô một phần thôi, rất là ngon. Đây cho mọi người xem cái da của nó nhá. À, đây thấy chưa, mau đệ xé thử cái da ăn nào. Dạ, em đang... cái da mình quên mất, đáng nhẽ ra ấy giòn chưa ấy, đáng nhẽ ra mình quên mất là phải. À, đáng nhẽ ra phơi xong ấy là mình phải phải cạo bỏ cái lớp bên ngoài, là cái lớp xả nó dính vào ấy thì nướng nó sẽ không bị cháy, nhưng mà quên mất. Ấy. Tuyệt vời.
Ngon lắm các bạn ạ. Xoài. Xoài. Ăn thế này nói thật ra nếu mà cứ nhậu thì chắc là không chán được. Hả? Đây.